chỉ có một lần để sống. Nhưng mà sao? Để cho hai người mà gặp mặt nhau là coi như tiêu tùng luôn á. Thảo báo bạn rồi nghe thấy chưa? Vậy bây giờ tôi sẽ nói là bài tập riêng rồi. Có gì hẹn lần sau mình có giải quyết gấp chứ em. Nè. Ủa? Em bị sao vậy? Chết rồi, em quên mất. Bây giờ em phải gọi lại cho mẹ em. Hồi nãy mẹ mới gọi, em nói là 5 phút sau sẽ gọi lại. Mà em quên mất tiêu à. Bây giờ xin phép anh, em ra ngoài kia, em gọi lại cho mẹ em cái ha. Được rồi, thôi đi nhanh rồi vô ăn nha. Dạ. Đúng rồi đó, gọi điện liền đi. Không mẹ mới thắc mắc á. Rồi. Anh là ai? Đây có phải là nhà của em Xuân không? Em Xuân à. Diễn viên Thanh Xuân hiện là Đức Độ phải không anh? Dạ đúng rồi, đây là nhà của cổ á. Nhưng mà bây giờ cổ đi thả câu rồi. Ủa là sao? Dạ không, cổ đi tập gym rồi, đến tối mới về lận. À, dạ, cổ ở nhà. Em không mấy giờ rồi. Anh lỡ tới đây rồi. Em cho anh vô nhà để anh chờ Xuân được không? Như vậy thì không được ạ. Nhà của em cấm không cho người lạ vô nhà anh ơi. Với lại Xuân nó có nói với em là nó tập gym xong đi mua sắm, tối mới về, lâu lắm, anh đợi không được đâu. Chị Xuân sao chị không vô ăn cơm đi, đứng đây chị. Anh nghe trong nhà em có người kêu tên Xuân, hay không? Không, anh nghe vậy nhầm là chắc chắn có Xuân ở nhà. Không ở nhà. Anh lại em cho Xuân anh vô. Xuân nó đi rồi, em đã nói anh rồi, anh đợi. À, Xuân ơi, không có vô Xuân ơi đâu anh ơi. Ủa, có gì gì vậy? Xuân, hãy. Ôi, okay. Đã nói vậy. Anh Xuân ơi, anh đừng có nói anh Dũng hả? Anh đừng có nói anh Dũng hả? Trời ơi, em thấy không? Chỉ có những lúc này em ra em bảo vệ anh đúng không? Anh cảm ơn em nhiều chút thôi. Anh Dũng. Sao em đeo mắt kiến vậy? Ủa? Có đôi có cặp hết ha. Xuân em hay lắm. Anh tưởng là em với anh là hai thôi. Anh Dũng. Ê dạ. Anh Dũng hả? Sên. Anh nghe em nói đi, mọi chuyện không có như em nghĩ đâu. Em đừng nói nữa nha. Anh Dũng, mày đi này. Đây này. Cây này là mình tặng cho bạn. Dạ. Anh Dũng hả? Bỏ đi em. Anh đừng có hiểu lầm mà, mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu. Nè. Anh Sơn à, mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu. Em không chỉ một người, mà tới hai người luôn đúng không? Không phải. Anh Hoàng à, mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu. Mấy đứa đó là em trai của em không à. Ui dạ. Anh bị sao vậy? Cái sừng nó cấn trong cái nón bảo hiểm. Anh đừng hiểu lầm mà. Anh ơi, mọi chuyện không có như anh nghĩ mà. Anh mấy anh ơi, mọi chuyện không như mấy anh nghĩ đâu. Rồi quay qua anh coi coi, em mặc đồ này có vừa không, có thấy chật không? Vừa hả? Dạ. À, thoải mái không em? Dạ không. Hôm không nay là mình phải làm quen với đồ để ra hiện trường quay cho nó suôn sẻ, không có trục trặc nha. Dạ. Đâu em đứng đây, anh đứng xích lại đây coi. Rồi camera coi coi ánh sáng đủ chưa? Dời cái đèn xích vô một chút xíu nha. Rồi bây giờ em vô chỉnh trang lại ha, rồi ra mình sẽ quay thử luôn nha. Đi em. Anh Hoàng, em biết là anh còn giận em chuyện hôm bữa, nhưng mà là chị hiểu lầm thôi à. Cái máy toàn canh khung cho đẹp nha. Anh Hoàng. Anh đang làm việc, em cứ yên tâm đi. Anh là việc nào ra việc đó, công việc là công việc nha. Em biết mà. Anh nhớ chú cố em nha. Thì em hôm nay em ráng coi
kỹ cái vai diễn của em, tập trung diễn cho tốt thôi. Dạ em biết rồi. Hôm nay là cái cảnh nô tì vùng dậy phản kháng với quý phi. Dạ em nhớ diễn cho tốt cái đoạn đó. Vậy quý phi đâu anh? À lát nữa vô tới bây giờ đó, em cũng ra chỉnh trang đi. Dạ nha. Dạ. Em vô liền nha anh. Em chuẩn bị xong rồi. Ây da. Ê. Phân đoạn ngày hôm nay rất là quan trọng. Tụi em phải tập cho nhuần nhuyễn ha, để ngày mai ra tới bối cảnh là mình quay thôi. Nếu ngày mai không kịp tiết độ, bể bối cảnh một cái là tiền đoàn không có đủ tiền trả bối cảnh. Em hiểu không? Dạ, anh cứ yên tâm, em sẽ cố gắng. Mà anh ơi, em có một cái góp ý nhỏ. Bởi vì em nghĩ là cái phân đoạn này là cái phân đoạn gọi là quan trọng nhất của cái vai nô tì này. Khi mà vùng dậy như vậy thì em nghĩ là mình phải cần có một cái chất xúc tác, một cái tâm lý rất là nặng. Cho nên là em nghĩ là cho em một cái tát vô mặt của quý phi được không anh? Ồ, là cái chất xúc tác đó là em tát, em xúc người ta luôn vậy đó hả? Dạ đúng rồi, lúc đó là cảm xúc sẽ dâng trào đó anh. À, anh đồng ý, em cứ thử nha. Rồi, dạ, em chuẩn bị anh. Rồi, chuẩn bị nha. Máy chạy, ánh sáng chạy, âm thanh chạy, tất cả đều chạy. Và chuyện ta xin lỗi, ta đã lợi dụng thân phận của nhà ngươi để quyến rũ hoàng thượng. Đừng có nhiều lời nữa, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu. Ê chết anh ơi, hồi nãy em lỡ đánh bị hụt tai, nó không có nghe tiếng động á. Mình làm lại một test nữa được không? Rồi, máy vẫn chạy, tất cả đều đang chạy. Lại nha. Ta xin lỗi, đã lợi dụng thân phận của nhà ngươi để quyến rũ hoàng thượng. Ngươi nghĩ là nói như vậy là xong à? Ta sẽ không bao giờ tha lỗi cho ngươi đâu. Ê, chết rồi anh ơi. Cái nãy tát được nhưng mà em lỡ quay mặt vô đây, nó không lội mặt, máy không có bắt được em. Rồi camera ơi, rồi dời máy qua chút xíu để bắt lời mặt diễn viên nha. Rồi chuẩn bị lại. Lại tát nữa nha. Rồi máy chạy. Diễn. À, thôi đủ rồi em. À, em có nhắm mắt máy để vẫn thấy. Nha. Cho em lại một tí. Được rồi. Hôm nay mình chỉ tập thôi. Tập vậy là đủ rồi. Em tập nữa anh sợ ngày mai diễn viên của anh ra nó bị ô quan cái mặt sai đắp con. Em không sao. Thôi được rồi em ơi, em ra nghỉ đi nha. Ra thay đồ nghỉ, mai nhớ tới quay đúng giờ nha em. Chào quý phi nha. Đê tiện. Anh Hoàng, anh thấy nãy giờ em diễn xuất có được không? Em diễn được lắm. Em diễn mà diễn viên của anh ra không nổi luôn, em thấy không? Tại vì em bị nhập tâm quá. Thôi được rồi, em diễn như vậy anh thấy rất là xuất sắc rồi. Xuống ký hợp đồng đi. Cái vai này của em á, là hết cái phân đoạn trỗi dậy này là hết vai luôn, kết thúc vai nha. Mình xuống mình ký để khi nào ngày mai quay xong được thanh lý hợp đồng cho em luôn nhé. Ủa anh, sao có một phân đoạn vậy? Lúc đầu là nói là sau cái phân đoạn trỗi dậy này là em còn có mấy phân đoạn để phát triển tâm lý nữa mà. Vai của em mới hồi tối hôm qua nhà sản xuất kêu anh sửa lại, anh làm sao làm khác được. Nhà sản xuất hả? Ừ. Tại sao vậy? Lúc đầu đã quyết định là vai của em có nhiều phân đoạn mà. Anh Dũng nói với em vậy hả? Dạ đúng rồi. Vậy thì em phải coi lại coi em làm gì phật ý với anh Dũng rồi đó. Còn anh thì anh chỉ làm việc tới đây thôi nha. Nhưng mà anh Hoàng, anh nghe em nói anh Hoàng. Anh vẫn đang nghe mà, em cứ nói đi. Anh em năn nỉ anh mà, cho em thêm một cơ hội đi, cho anh thêm mấy phân đoạn nữa đi. Được không anh? Anh phải suy nghĩ lại. Sừng của anh còn cấn lắm, nó chưa có làm vết thương. Anh suy nghĩ lại rồi trả lời em sau nha. Anh Hoàng. Hello. Anh Dũng, hôm lúc đầu anh nói với em là vai của em có mấy phân đoạn mà, sao giờ cắt còn có một phân đoạn vậy? Thì em không ngoan thì anh giữ em lại làm cái gì? Chừng nào em về hẳn bên anh đi, rồi lúc đó vai vế tính sao?
nha. Nhưng mà anh nghe em nói đã, nghe em giải thích. Alo, alo, anh Dũng, anh Dũng. Vậy là sao? À, ủa tụi em, anh tưởng là tụi em đi hết rồi. Anh ngồi đợi tụi em về á. Anh lau vết son dính trên áo rồi đã kìa. À, em ra ngoài đợi anh chút đi. Bye bye, em gắng mưa. À, anh qua đây anh kiểm tra coi tụi em ăn ở như thế nào thôi mà. Ờ, ngồi đi. Anh Sơn, rõ ràng anh nói là anh muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với em mà. Nhỏ nãy là ai? À, đừng có hỗn, bạn anh đó. Với lại á, anh có hứa em bao giờ chưa? Thì... anh chưa tính sổ em chuyện ông Dũng đó. Nhưng mà cái chuyện của em với ông Dũng là chuyện của ông Việt thôi à. Chỉ có ổng muốn cua em, chứ em đâu có thích ổng đâu. Anh phải biết á, là tình cảm á, là em chỉ dành cho một mình anh thôi à. Đó mới là sự thật. Tình cảm dành cho một mình anh thôi hả? Một lúc em quen nhiều người thì đừng có nói chuyện chân thật với anh. Ê bà Kim, theo như bà nghĩ á, thì tại sao anh Sơn lại có ánh mắt u buồn như vậy khi nhìn vô tấm hình đó? Mà cuối cùng cô gái trong tấm hình đó là ai? Là người yêu? Hay là chỉ là em gái thôi ta? Ê, rốt cuộc bà thấy sao bà Kim? Nghĩ sao? Hả? Nói gì vậy? Trời ơi, tôi nói thiệt luôn á. Tôi đang tâm sự với bà thì bà cũng tôn trọng tôi chút xíu đi. Có người nói thì phải có người nghe chứ. Đúng rồi, phải tôn trọng nhau chứ. Đó, bà thấy không? Chỉ có một mình bà Linh á là chịu lắng nghe tôi thôi à. Tôi đã nói rồi, tôi bận phải thiết kế thời trang cho diễn viên nổi tiếng, không có thời gian để họp với mấy bà. Biết chưa? Vậy nha. Tại sao tôi lại có những người bạn như mấy bà chứ? Tôi cảm thấy mình thật bất hạnh quá mà. Chuyện gì vậy hả? Chuyện là vậy nè, bà Xuân á, bà phát hiện ra một cái tấm hình lạ trong box của ông Sơn chụp chung với một cô gái. Mà cô gái đó hả, vừa cao, vừa đẹp, vừa trắng, môi xinh nữa. Cho nên là bây giờ bà đang rối loạn, bấn loạn lên. Không biết là cô gái đó là người yêu hay là em gái nuôi xong rồi thịt của ông Sơn. Ủa, sao nãy tôi nói á, bà nói là bà không nghe được mà. À, thì tại bà nói nhiều quá tôi nhức đầu nên tôi làm bộ vậy đó. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề quan trọng là tụi mình phải tìm ra được tung tích của cái cô gái đó, đúng không? Đúng vậy. Ừ. Mà theo tôi nghĩ hả, cái cô gái đó đó là đã đá ông Sơn rồi, cho nên á mới để lại vết thương lòng sâu sắc như vậy trong lòng ổng. Và cũng vì như vậy cho nên là ông Sơn mới không chịu mở lòng ra với tôi, đúng không? Được lắm, tôi sẽ tính sổ với cô gái đó. Tính sổ? Bà định làm cái gì? Nhưng mà bà không sợ cổ ám bà hả? Làm sao? Vậy là hai người không biết rồi. Tôi nghe hàng xóm nói là ngày xưa anh Sơn có quen một cô, và hai người đã chuẩn bị làm đám cưới rồi. Nhưng mà không may chị đó đã gặp tai nạn.
Sao gì chuyện gì bà cũng biết hay vậy? Có gì đâu, thì mấy bà chỉ cần đi vòng 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 quanh xóm thôi, nghe ngóng người này người kia, la cà vậy thôi là biết hết trơn ạ. Anh Dũng hả? Anh Dũng, chuyện hôm bữa trước á chỉ là hiểu lầm thôi à. Ai vậy anh? Anh đừng có giận nha. Ủa? Cô gái đó là ai vậy? Tại sao lại ở bên cạnh anh? Em có quyền đi chung với người đàn ông khác thì anh đi với cô gái khác đâu có gì đâu. Anh Dũng à, em nói là chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. Còn anh vẫn là người yêu của em. Anh ghét ba cái chuyện mèo vờn chuột của em lắm, em hiểu không? Nếu như em muốn sự nghiệp của em ngày càng thăng tiến á, diễn xuất ngày càng hay, tiền kiếm được nhiều thì làm người tình của anh, còn không thì khỏi đi ha. Gì vậy? Có chuyện gì vậy? Mẹ hả? Ui, sao khóc vậy? Sao vậy? Mẹ, con hả? Mẹ có sao không vậy? À. Mẹ có sao không? Con đã nói với mẹ hắn ta là người không tốt rồi mà mẹ không chịu tin con. Hắn có đánh đập mẹ chỗ nào không? Mẹ có bị thương ở đâu không vậy? Hả? Con lo cho mẹ dữ vậy đó hả? Sao mà không lo cho mẹ được? Mẹ là muốn lo muốn chết luôn à. Không sao hết trơn á. Ừ. Từ nay á, có con ở với mẹ rồi. Ừ. Mẹ không cần ai hết nha mẹ. Con gái mẹ có hiếu với mẹ quá à. Mẹ làm con lo quá. Hay da. Ai mẹ con tính cho anh ra rìa hay sao vậy? Chào con. Mẹ lừa con hả? Ồ, nếu ông lừa con thì làm sao con chịu tới đây con đi ăn cùng với mẹ và Nam được chứ? Ngồi đi. Con đã tới đây rồi thì phải ngồi xuống. Ngồi đi. Nghe mẹ nói nè. Mẹ nói chuyện xong với con rồi tụi mình đi ăn hen. Mẹ muốn nói gì mẹ nói đi. Con không có nhiều thời gian. Lát nữa con phải đi tập diễn nữa. Diễn cái gì? Lịch trình của con mẹ nắm hết trơn rồi. Vai của con đã bị cắt. Con đi đâu được nữa? Mẹ theo dõi con hả? Đâu có theo dõi đâu. Là mẹ quan tâm đến con gái cưng của mẹ thôi. Thôi em, lâu lâu mới có ngày đoàn tụ của gia đình. Em đừng có căng với con quá. Ai là con của anh? Tôi nói anh nghe nha, mẹ tôi hả còn đẻ ra anh được đó. Trời ơi, gì dữ vậy con? Mà nè, con có được hổ vậy nghe chưa? Cái gì nó cũng có giới hạn vậy đó. Thôi được rồi em, anh nói bao nhiêu lần rồi, em bị bệnh tim, đừng có nóng giận như vậy. Anh thấy em như vậy, anh đau lắm. Vậy hả? Ừ. Thôi đi, dễ thương quá. Nói gì? Nè, con. Ê, nó nghe nè hai bà, ở trong rạp á
đang có phim hay dữ lắm á, hay là tụi mình vô coi đi. Nghe đồn là phim đó á, toàn là chơi sáu muối không à, cực phẩm. Thôi hai bà đi đi, tôi về nhà tôi ôn bài tuần sau thi rồi. Thiệt tình đó, cái bà này lúc nào cũng là mất hứng dễ sợ. Bà cứ vùi đầu vô mấy cuốn sách vở như vậy, làm sao mà có thể thấy được ánh sáng mặt trời. Bà không biết hả, bà Kim á là chỉ nghe lời bác sĩ Phú thôi. Anh đã nói với em rồi, em phải thay đổi, phải vươn lên. Bà cứ vùi đầu vô cái đống sách vở đó hả, là mụ mũi hết trơn người đó. Trời ơi tôi. Ê, ê, người mà hai bà để ý kìa. Trời ơi, làm cái gì mà nhìn bà Xuân đắm đuối vậy? Bà quen ổng hả? Xuân à, chào hai em. Không có quen, đi về. Nè, con gái gì kỳ vậy? Gặp cha Dượng mà không chào gì hết. Cha Dượng? Cha Dượng làm sao? À, cha Dượng của Xuân. Ừ. Chào cha Dượng. Cũng thật trùng hợp quá ha. Xin giới thiệu với hai bà, đây là Nam, phi công trẻ của mẹ mình. Mỗi ngày cũng kiếm được hơn 10 triệu nhờ vô việc lái máy bay bà già đó. Mấy em đừng có tin Xuân nha. Tại Xuân không có cha mẹ ở kế bên kẹp cặp á, do đó nói chuyện hơi kỳ kỳ. Ngồi đi, ngồi đi. Sẵn ở đây, hôm nay Dượng đãi một bữa cho ra cho nha. Ngồi đi. Đúng rồi mấy bà, không có gì phải ngại hết, cứ ăn uống thoải mái. Dù sao á, cũng là tiền của mẹ tôi mà. Cô Vũ. Có em. Vậy chỉ cần gì hả? Ở đây món gì của mình là ngon nhất vậy? Dạ em chỉ có bắp rang với lại trà sữa thôi. Vậy thì mỗi cái lấy cho chị 3 phần. Ok chị, có liền. Cảm ơn 3 em phần vậy. Đây 4 người mà. Thì anh là phi công mà, chắc là ăn đồ ăn ở trên máy bay quen rồi ha. Cho nên là bây giờ ở đây không có. Xin lỗi. Dù sao thì cũng chỉ là trai bao thôi. Nặng á, có đó hơi nặng á. Nặng thì sao, đó là sự thật mà. Hay là anh sợ quê trước mặt người khác? Ở đây ai cũng biết rồi, không có gì phải che giấu đâu. Hai em cứ ăn vui vẻ nha. Dạ. Khoan đã, chưa trả tiền. Chưa đủ. Cảm ơn nha, phi công trẻ. Bà, nãy giờ bà nói chuyện làm cái gì mà căng như vậy? Bà có thấy bà quá đáng lắm không? Ông bỏ đi luôn rồi kìa. Mà dù gì ông cũng sắp thành ba dượng của bà rồi mà. Ai cho phép? Ai nói là cha dượng? Còn Xuân này ở đây á, không ai là cha dượng của tôi hết trơn á. Bây giờ hai bà phải giúp tôi theo dõi anh ta. Sau một lát nữa có bất cứ động tĩnh chi tiết gì, hai bà phải nhớ chụp hình quay phim lại cho tôi nghe chưa? Ủa, tại sao tụi tôi phải giúp bà? Thì hai bà là bạn tốt của tôi mà. Mà còn bà làm cái gì? Ừ, tôi phải vô coi phim. Lỡ hẹn với anh Sơn tới đây coi phim rồi. Hai bà cảm tình giúp giùm nha. Tôi vô coi phim chắc với bà. Hả? Trời. Em đứng coi. Chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần để sống. Mỉm cười khi ta tự tin bước qua chính ta, để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say, mà chẳng hối tiếc hay đắng cay. Một mình dòng chơi.